vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của NMH. Theo clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Butterfly ở mùa 21. Thì mùa 21 này thì mình cũng sẽ trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là Butterfly nhá. Thì không biết là bây giờ đó là quá ngày đầu reset rank rồi thì anh em đã lên cáo thủ chưa nhá. Hiện tại thì mình đang đó là cái nick này thì mình đang cày đó là chuỗi cáo thủ anh em ạ. Không biết đó là như thế nào, hiện tại thì cũng nó là mới cao xuống mấy sao thôi. Ngày đầu tiên thì 7 trận đấu rồi sau đó thì đánh mấy trận rồi anh em ạ, cũng có đó là trận đấu thua. Ok, thì ở clip này mình sẽ mang Butterfly đi rừng và chắc chắn thì Butterfly đi rừng mới có thể phát huy đó là tối đa chất tướng được. Khởi đầu thì mình phám bộ xanh, tiến sang bộ đỏ và gánh cái đường tà thân. Giai đoạn đầu game thì thêm tém mình cũng check map nhưng mà không có sự cướp bóc. Và anh em thấy thì trận đấu này tem bên địch đó là màu khá là giấy. Nên là anh em thấy thì Butterfly thì nếu mà được vẹt thì phải thôi xong. Ôi dồi ôi luôn anh em ạ. Chất tưởng tem địch thì thừa cái lượng sát thương nhưng mà thiếu đồ chống chịu. Thì hiện tại thì mình đang thấy là có một phá đó là ép. Và này thì mình sẽ núp đấy để bắt mịt tem địch này. Ok, pha này thì chắc chắn là mình tém địch lên bảng điểm số rồi. Chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số. Pha này thì chắc gọi là thôi sóng rồi. Tém bên địch đống quả anh em ạ, 4 người luôn. Và một pha tráo đổi thì có vẻ lộ rồi. Carissi tém địch rồi là cười nhẹ một xíu. Ok, cười đi bạn ơi. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ok, không sao cả anh em ạ. Nói chung thì mình vẫn lùng được đó là một điểm hạ gục. Vậy là cũng ổn rồi. Bây giờ lại quay trở về đó là với một vòng rừng thân yêu thôi. Về chiêu thức của Butterfly thì có lẽ là mình cũng không cần đó là phân tích nhiều là anh em ạ. Nói chung thì nó cũng khá là cơ bản thôi. Chiêu thứ nhất thì anh em sử dụng thì tăng tốc độ di chuyển này, bục thêm lớp giáp này, gây sát thương đối phương. Còn chiêu thứ hai thì anh em cũng vung kiếm theo hướng chỉ định thôi, gây sát thương. Còn chiêu cuối thì anh em nhảy vào áp sát mục tiêu thôi. Và điểm anh em cần lưu ý nhất đó là anh em thấy thì dưới thanh máu của vị tướng Butterfly thì có 3 điểm như vậy. Anh em đó là hạ gục được đó là một con quái hoặc là một con lính thì giúp anh em đó là hồi 1 điểm. Còn anh em hạ gục đó là tướng địch thì anh em có 2 điểm. Và anh em thấy thì dưới thánh máu có 3 điểm đúng không? Nếu mà có 3 điểm thì anh em sẽ sử dụng đó là thêm được một lần chiếu nữa. Ví dụ anh em có thể sử dụng đó là chiêu cuối 2 lần hoặc là chiêu 1 hoặc là chiêu 2 2 lần. Tức là đủ 3 điểm thì anh em sử dụng thêm được một lần của chiêu thức nữa. Vì thế thì trong combat nếu mà anh em tích được đó là 3 điểm thì có thể nhảy 2 lần thì bắt mục tiêu đó sẽ tốt hơn. Và một điểm nữa là anh em cần lưu ý đó là khi anh em hạ gục đó là một mục tiêu cực kỳ là nhanh chóng thì chiếu của anh em sẽ được hồi luôn nhá, chiếu cuối của anh em đó sẽ được hồi luôn. Vì thế Butterfly thì vẫn là một chiến tướng vẹt khá là tốt ở thời điểm hiện tại, đặc biệt thì gặp những đội hình đó là máu giấy thì càng ưa thích nữa. Và này thì mình sẽ tích đó là 3 điểm thế này này. Bây giờ thì mình có 2 lần nhảy đúng không? Ok, pha này chơi luôn này. Ôi đóng nha, đóng nha, đóng nha. Nhưng không sao cả anh em ơi. Bắt được một người này với 2 lần nhảy thì tiền một người lên bảng điểm số. Những phá đỏ thì mình không ăn được anh em ạ. Và màng hà cũng thì dành cho xà thủ té mình. Nhưng vậy là cũng thành công rồi. Bây giờ thì thấy quay nhỏ của rừng tém địch chưa án thì sẽ vỡ vẻ tất cả những gì có thể. Á, na tém bàn đang núp bùi bên kia kìa. Rồi, nu na nu nóng này. Na thì chất tưởng cỡ đồng nên là nó chạy nhánh quá anh em ạ. Và bây giờ thì phải rụt lui thôi. Bởi vì tém bên địch thì cũng khá là đông, lùi về phá một xíu nữa thôi. Bây giờ thì mình ăn thêm đó là con quái này nữa, thì mình sẽ tích được 3 điểm, tức là có 2 lần ulti. Bây giờ thì nhận thấy đó là hai người của tém bên địch đấy này. Hai người này thì máu khá là dày anh em ạ. Rank cáo thủ đâu mua pick hai xà thủ thế này thì điểm mạnh cho Butterfly có 2 lần nhảy. Pha này liều có ăn được hay không? Nhưng mà hai giao tế thì chất tưởng đó là cỡ đồng anh em ơi.
Hai giờ tê chân tường đó là thuộc dạng xạ thủ cực kỳ là cơ động nên là pha đó mình không bắt được. Nhưng pha này thì anh em thấy nhá, mình chuẩn bị đó là hồi un tí rồi này. Pha này SP té mình bắn vào là mình chơi luôn này. Thến mà bắn vào là mình bắn luôn nhá. Ok, pha này Thến bắn vào rồi thì mình bắn luôn này. Chắc chắn thì phải chờ đó là SP bắn vào cả anh em ạ. Nhưng pha này thì ăn được một người, có hai lần nhảy. Quả cầu bắn sướng đẹp đấy, quả cầu bắn sướng của vị trí hai gia tế đẹp đấy. Và cuối cùng thì cũng chỉ ăn được một người thôi. Hai gia tế thì nó cũng lên đồ trợ thủ giải nữa, nên là pha đó thì chắc có lẽ là cũng giải được dành cho là vị trí của Thến Húc á. Hơn nữa bây giờ thì mình mới chỉ có món đồ đó là cái kiếm truy hồn thôi, lượng đám chưa đủ anh em ơi. Có thêm đó là một món đồ nữa, đó là cái thương lóng nữa là ngon á. Có thêm cái thương lóng nữa thì khả năng đó là gây đám sẽ tốt hơn. Tại bên mình hình như là cứ có chửi nhau gì đó anh em ơi. Không sao cả anh em ơi, trận đấu này đội hình tém mình đẹp mà, sợ gì. Và này thì chắc có lẽ ra đường giữa đẹp thì lính, bởi vì mình tém mình thì đang di chuyển đó là trên kia. Có lợi thế ở đường rông rồi, nhưng mà hiện tại thì anh em thấy tém bên địch đó là mít cũng như rừng thì đang khép góc đường về của tém bên mình. SP tém mình thì đã lên bảng điểm số rồi. Thôi xong rồi, ba người lên bảng điểm số rồi. Pha này thì mình nhận thấy Carisi tém địch khá là thấp máu. Kèm theo đó thì ná tém địch nữa. Rồi pha này nhảy ra bắt Carisi đấy, bắt luôn đó là ná tém địch. Bắt được quả cầu băng xương đến từ vị trí của ná. Pha này mình tế tải làm chậm một phát. Và cuối cùng thì tiền hai người của tém bên địch lên bảng điểm số. Vậy là ngon rồi. Pha này thì bắt luôn đó là hai gia tế của tém bên địch này. Chạy đâu bạn ơi. Ô, vẫn đang con quái trở lại nữa này. Tiền hai gia tế tém địch lên bảng điểm số. Với hai lần nhảy un tí thì sẽ dễ bắt hơn nhá. Cách chơi của vị tướng Butterfly vẫn là vậy thôi anh em ơi. Anh em là cố gắng tích được 3 điểm thì có hai lần nhảy thôi. Rồi sau đó thì nhảy vào áp sát đối phương. Nói chung thì có chiếu nào gọi là dùng chiếu đó anh em ạ, kết thúc mục tiêu một cách nhanh nhất là được. Ví dụ như pha này chẳng hạn, một người lên bảng điểm số, bắt luôn hai người lên bảng điểm số. Thì thời điểm này là thời điểm Butterfly cực kỳ là mạnh rồi. Đặc biệt thì đội hình tém bên địch đó là máu rất chứ là giấy nữa. Nói chung danh câu cáo thủ đâu mưa mà lâu rồi mình mới gặp là một trận đấu pick khá là máu giấy. Và đúng là pick Butterfly đó là một lựa chọn sáng suốt ở trận đấu này. Nhưng mà nói chung thì về màn hạ gục thì hai bên cũng khá là ngang bằng nhau anh em ơi. 15-14 chứ cũng không phải là có lợi thế quá lớn. Nhưng mà giai đoạn về sau thì chất tướng tất nhiên thì có tánh cơ thì cũng sẽ tốt hơn. Pha này chạy ép trụ nhá. Ép trụ sống sẽ ra án đó là con ta thân sẽ ra này. Thì việc cống trụ đó sẽ dễ dàng hơn, bởi vì chất tướng của tém địch tay dài khá là nhiều, khả năng dọn dẹp lính khá là tốt. Pha này thì ăn con ta thân sẽ ra này hơi lâu, bởi vì đang dính cái nồi tài đó là vừa ăn con rồng á. Nên là dính cái nồi tài đó là giảm 50% sát thương. Với phần trang bị dành cho Butterfly thì mình sẽ lấy như sau: kiếm truy hôn, dây kiến cương, thương lõng, phức hợp kiếm, nánh và cuối cùng đó là giáp hồ mình. Biểu đồ này là biểu đồ gọi là chuẩn chỉ nhất dành cho vị tướng của Butterfly rồi. Về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má chủ nổ đám anh em ạ. Với má chủ thì có thể kết thúc mục tiêu đó là một cách nhanh nhất. Rồi, pha này thì này thì rú béo, này thì rú béo này. Chơi ông bạn ơi, này thì rú béo, này thì rú béo solo ông bạn ơi. Nhưng pha này thì tém bên địch hai người. Nếu là thôi, mình sẽ lùi lại một xíu anh em ạ. Quay trở lại đó là bắt ná của tém bên địch này. Chạy đâu, pha này thì tém bên mình ba người anh em ạ. Ná lên bảng điểm số. Về bảng ngọc dành cho Butterfly thì anh em sử dụng bảng ngọc 100 xuyên giáp dành cho mình nhá. Ngọc đỏ, công vật lý và xuyên giáp. Cốc tím anh em lên cho mình 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu. Và ngọc xanh cống vật lý và xuyên giáp. Và này bắt luôn Crazy Tendic. Bốc hơi quá là nhanh. Bắt luôn này, với hai lần nhảy thì chắc chắn là lên bảng điểm số.
hai người pha này bắt luôn rồi đánh trang rú béo này. Chạy đâu bạn ơi, chắc chắn thì pha này rú cá cũng lên bảng điểm số thôi. Ba người lên bảng điểm số, lùng ngay đó là cái triple kill. Your team has destroyed a tower. We can turn this around. Hay ra thế này, hay ra thế này. Mình vẫn đang còn một lần nhảy nữa anh em ạ. Lao ra đúng không? Lao ra đúng không? Nổ đám đến từ má chú. Đó là tác dụng của phù hiệu má chú nhá. Anh em thấy thì phá đó. Hay ra thế bị nổ đám anh em ạ. Không ăn màng thì thôi, chứ đã ăn màng thì phải gọi là cực kỳ là đả luôn với Butterfly. Đặc biệt thì giai đoạn này đó là lượng đám của mình tốt rồi, nên là những cú nhảy sẽ đau hơn. Và một điểm lưu ý, chơi Butterfly anh em phải nhảy những vị tướng sát thứ chủ lực và máu giấy kết thúc mục tiêu nhanh. Chứ đừng có dài mà nhảy vào những vị tướng tánh cớ nhá. Trận đấu này thì tem Medic máu giấy nên là nhảy ai cũng được cả. Pha này mình đang có đó là 3 điểm này, có 2 lần nhảy này. Rồi pha này chạy đâu bạn ơi, ná lên bảng điểm số, bắt luôn hai người lên bảng điểm số, bắn luôn ba người lên bảng điểm số, 4 người, 5 người lên bảng điểm số. Bắn tế đan để lùng cái mega kill anh em ạ. 16 điểm hạ gục và cuối cùng thì được cái mega kill khá là thơm. Một pha bắn gọi là khá là nhiều trụ và tem đích đầu hàng luôn. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho NMH một like, một đăng ký kênh và một bình luận nha. Thì nếu mà gặp máu giấy thì anh em cứ mạnh rằng pick Butterfly dành cho mình đi, vẹt cực kỳ là đà luôn. Bye bye.